Chương trình Những Ngày Văn Học Châu Âu giới thiệu những tác phẩm nữ quyền và queer, đa dạng tính dục của các nhà văn trẻ, cũng như gợi mở những hướng tiếp cận khác từ những tác phẩm kinh điển của văn chương châu Âu. Một số nhà văn châu Âu đã được mời đến Việt Nam và tham gia thảo luận như Niloufar Katiran Kozani, nhà văn người Đức theo dòng văn học queer, hay nhà thơ Tây Ban Nha Federico Garcia Lorca. Ngoài ra, Những Ngày Văn Học Châu Âu cũng có những buổi thảo luận về tác động của vấn đề đương đại lên văn chương, cách trí tuệ nhân tạo AI thay đổi việc dịch văn chương thông qua câu chuyện và góc nhìn của nhà văn và dịch giả nữ. Chương trình mang đến những tác phẩm văn học châu Âu cổ điển dành cho độc giả, đặc biệt là các buổi workshop, nói chuyện, chia sẻ về phong cách viết văn phương Tây. Mục đích nhằm kết nối, mở rộng tầm phủ sóng của văn học châu Âu tới độc giả Việt Nam. Chủ đề năm nay là văn học đa dạng giới tính. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều tác giả là LGBT, những người đã ra mắt những cuốn sách tuyệt vời với lượng lớn độc giả quan tâm, không chỉ trong cộng đồng LGBT. Đây là một thành công lớn. Tại chương trình này, chúng tôi chia sẻ những tác phẩm của họ tới độc giả Việt Nam. Văn hóa LGBT là một phần trong những cuốn sách của tôi. Đây là một chủ đề thú vị vì nó cũng là một phần cuộc sống của tôi khi ở Đức. Tôi rất bất ngờ khi được mời đến đây. Tôi rất hạnh phúc khi có được cơ hội này. Tôi nghĩ Việt Nam là đất nước thú vị. Tôi chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng tôi nghĩ văn học Việt Nam đang có những chuyển biến mới lạ và tôi háo hức được khám phá những điều đó tại sự kiện. Chuỗi sự kiện Những Ngày Văn Học Châu Âu lần này chính là nền tảng thúc đẩy sự giao thoa, giao lưu về văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu thông qua văn học.